Bị chụp cho. Các em bấm vào bài lên đi. Đây. Bây giờ ta chuyển sang cái phần sử dụng SQL Helper. Đấy, các em sao nhỉ? Đấy. Chúng ta vào một dây này. Thôi nha các em ạ. Thế cho nhỉ, tập trung có phần này không biết dùng không? Chúng ta sẽ sử dụng file SQL Helper bằng cách là khi chuột phải này, chúng ta thêm một dây bằng cách chọn Edit Item như bình thường thôi. Anh có xem hai file, đó là một file là .dll này, còn một file là .cs. Tức là một cái là đã dịch sang là thư viện, còn một cái là có cả code. Chúng ta sử dụng một trong hai cái đều được. Nhưng đừng dùng một lúc hai cái, dùng một trong hai cái thôi. Edit Item đấy. Đây, có gì đâu đây này. Khi chuột phải vô dây, đừng vô sườn nhá. Chọn vào Edit Item này. Sau đó chúng ta chọn vào cái tìm được cái chỗ để file vừa xong ấy. Đây. Vừa xong có cái file để đâu thì em tìm vào đây. Tìm được cái file Helper có thể .cs hoặc .dll. Ở nếu chúng ta dùng FSC chúng ta sẽ chọn cái file .cs ấy. Đó. Đó. Chọn cái file .cs này nhá. Còn nếu ai dùng .dll thì sẽ kích chuột phải vào .dll, chọn vào .dll thì tới file .dll. Reference thì dùng .dll, còn nếu chúng ta dùng FSC sẽ chọn file .cs này này. Các em xem là xong rồi nhỉ? Ừ. Bây giờ các em thắc mắc cái này để làm gì không? Đó, bây giờ nếu mà thắc mắc ta mở ra xem nó viết cái gì nhá. SQL Helper. Mở cái SQL như nào? Các em mở file ra xem nó dùng thế gì? Thầy đã viết ngắn gọn không các em? Vậy chúng ta thử xem nhé, chọn admining này, sau đó chọn stop admining và chúng ta sẽ nhìn thấy cái số dòng thực sự của nó. Bây giờ là 2614 dòng. Đây này, chọn vào admining này, có con nét thì cứ làm rất ngắn gọn, nhưng khi chuột phải chọn vào stop admining này, khi chuột phải chọn stop admining để nó giãn ra này. Cái helper các em gợi cảm được cái gì nhỉ? Nghe help ấy. Help giúp đỡ đúng không? Thì cái này là sẽ giúp đúng nghĩa của nó giúp đỡ cho mình là viết cái code liên quan tới cơ sở liệu nhanh gọn. Thay vì chúng ta phải khai báo tất cả các phần từ SQL common này, adapter này, builder này. Bây giờ các em không còn quan tâm về đấy nữa. Khi dùng cái này chúng ta chỉ quan tâm nhất đó là chuỗi kết nối là gì này, và thứ hai chân tục là gì này, thứ ba là tham số nếu có. Còn lại chúng ta không cần quan tâm đến kiểu là open thế nào, kernel thế nào nữa. Các em đỡ nhỉ? Thế nên để phần này về sau thì nếu chúng ta chưa có phần trước mà học các phần này nó sẽ không hiểu được bản chất của họ. Đây, chúng ta thể xem một vài phương thức người ta viết sẵn này. Đây, hoàn toàn là chúng ta cảm thấy những cái rất là quen thuộc, cũng không có gì xa lạ. Đây, Starter này, sao thế? Đây, chúng ta thấy xin viết thêm dài một chút, đó là người ta set các trường hợp khác nhau. Đây là cũng có connection này, state này, open, kernel đủ hết. Đây, set năng đi này. Các em sờ xong hết rồi nhỉ? Ví dụ một cái học vị ra ngắn nhá. Ta xem nè. Trước khi ta xem luôn cái thủ tục mà hiển thị dữ liệu lên màn hình ấy. Lần trước ta có cái hiển thị học vị, các em mở phong nào cũng được. Ví dụ cái hiển thị học vị này. Các em mở cái học vị chẳng hạn. Ví dụ mở cho dễ xem đi. Chúng ta vào thủ tục hiển thị trước. Lần trước chúng ta đã làm bằng cách là khai báo một chuỗi kết nối này, sau đó đối tượng kết nối này, sau đó ta dùng open để kernel rất là mệt đúng không? Bây giờ ta sẽ dùng một kiểu khác để hiển thị, chúng ta làm sao này? Bây giờ các em viết thêm một cái phương thức khác hiển thị học vị bằng SQL, các em viết vào đây viết này, void này, hiển thị với SQL helper, ví dụ viết này cho dễ hiểu, để so sánh xem cái nào viết ngon lành thành đạo hơn nhé. Helper cho M1, M1. Chết đuối, tội, M1. Cái này nó giống, chính xác nó là dạng thư viện người ta viết sẵn rồi. Mình chỉ cần gọi các công thức để sử dụng thôi. Nó giống như cái CMD chúng ta có xs 5 cái đi. Nhưng nếu chúng ta phải khai báo những con số lần trước, còn bây giờ chúng ta dùng như sau này. Các em biết xong một sức chưa? Để dùng được chúng ta quay về cái file này.
Để ý bên trên này, nó có một cái là name page. Các em đọc name page là gì nhỉ? Không gian tên này. Đầy đủ là gì? Có phải là mysoft này, chấm admissionblog này, chấm data. Các em copy cả cái này sang bên kia. Đấy. Để dùng được nó như kiểu cái FL cái này ở những ta cũng phải using rồi đấy. Using này, mysoft này, chấm admissionblog này. Không cần copy được, từ viết ông ta nếu chúng ta muốn nhanh thì copy thôi. Các em viết using này, mysoft này, chấm admissionblog này, chấm data. Cái này thực ra mình có thể đổi tên không gian tên được, nhưng mà vì vấn đề mang tính chất bản quyền với tôn trọng nên tôn trọng đơn giản mình để đấy, chứ thực ra mình đổi cái khác được. Đổi khóa using cái này. Cái vi sinh xong nhỉ, có cái này rồi sau chúng ta thao tác cơ thể nữa ở nhà, chỉ cần quan tâm đến chuỗi kết nối này, tiếp thủ tục và tham số là xong. Cái mới xong chưa? Đấy, ví dụ một cái dữ liệu nhé. Đầu tiên là chúng ta cần này, chúng ta ghi một cái để sử dụng này. Ghi ở đây cho nó quen, còn nó sẽ không biết gì. Để sử dụng này, SQL helper cần một đó là chuỗi kết nối này, hai đó là tên thủ tục này, hoặc là câu lệnh SQL, tức là cái câu lệnh select gì của mình thì có thẳng lên được. Cái thứ ba là các tham số. Cái này có thể là nếu có thôi, có những trường hợp không dùng tham số thì thôi. Các bạn nhỉ? Quan trọng nhất đó là cái chuỗi kết nối, tên thủ tục hay câu lệnh. Các tham số là trường hợp thứ ba nếu có thôi. Đấy. Trường hợp đơn giản nhất đó là với thủ tục hiển thị dữ liệu trên Neon thì chúng ta sẽ có như sau này. Đầu tiên chuỗi kết nối thì chúng ta lấy bên dưới này được. Đây. Đầu tiên chuỗi kết nối này. Chuỗi kết nối, ok chưa? Cái thứ hai chúng ta sẽ có là gì các nhỉ? Tên thủ tục đúng không? Đường trình SQL chẳng hạn. Đấy. Đây là thủ cái chuỗi cái vẫn là cái giống như trước mình làm thôi, không khác gì cả. Có điều cái chỗ thực thi mình sẽ làm khác thôi. Đấy. Giả sử này là gì? Thủ tục học vị CNO này, chúng ta lấy bên dưới lên không vấn đề gì cả. Đấy. Cái này cần tham số không các? Có cần tham số nhỉ? Không cần đúng không? Rồi. Và chúng ta lưu vào cái data table chẳng hạn, ta sẽ có data table DT học vị này. Đấy. Bây giờ các em về gõ SQL helper nó sổ ra chưa? Nó ra là hạnh phúc, nó không ra là xem lại. Các em gõ này ra chưa nhỉ? Nó ra là nếu gõ xong ra chữ màu xanh này. Nó ai chưa gõ xem là yêu sinh chưa? Rồi, sau đó các em nhấn dấu chấm. Đấy, bây giờ chúng ta thấy những gì nhỉ? Lần trước các em dùng CMD chấm những gì nhỉ? Để được thi lại nhé. Lấy dữ liệu chấm gì cái? X thi luôn, chúng ta có X set này. Giờ các em sẽ thấy là X set data set này, X set năm query này, X set header này. Cái này có quen các em nhỉ? Chúng ta gặp chưa? Năm query không có chưa các em nhỉ? Header có chưa nhỉ? Header không có đúng không? Data set có chưa nhỉ? Data set chưa có nữa, có data set là hơi nặng. Rồi chúng ta sẽ dùng cái xset dataset. Trong cái dataset nó sẽ chứa nhiều cái data table, chúng ta sẽ có xset dataset này. Đấy. Mở hóa đơn chúng ta để in đấy, đọc các tham số. Đây. Có nhiều lựa chọn khác nhau, chúng ta giả sử chuyển tới cái 6 của 9. Và các em đọc tham số ý nghĩa là gì nhỉ? Đầu tiên là connection string là gì cái? Connection string. Của mình là gì? Truyền vào SQL SQL con đúng không? Rồi SP này là gì các em nhỉ? SP viết tắt của cái gì? Storage Procedure. Thủ tục SQL này. Để chúng ta xem nữa nhé. Đấy, cái 6 của 9. Còn cái paradigm là gì các em? Parameter ấy. SP name chính là tên thủ tục, các em chỉ để cho nhỉ? Nếu ai chưa nhớ thì nhớ lại nhá. SP viết tắt, chữ S viết tắt của store này, chữ P viết tắt của procedure. Đấy, procedure. Ok nhỉ? Tên thủ các em truyền thẳng vào hoặc lấy bên trên của mình lưu ý phụ sẽ là SQL này. Đấy. Cái thứ ba đó là các tham số nếu có. Ở đây có tham số không các em? Không có chúng ta thể bỏ lại được. Đây chỉ cần đóng hoặc đơn thôi.
Kem biết xong lần này chưa? Cứ từ từ nó khoan mới nhiều. Không có thể nhá. Kem biết xong chưa? Có ai phát hiện ra lỗi gì không? Kem biết xong hết rồi nhỉ? Tất cả xong hết cho anh giải thích chưa? Chưa ạ. Data set với data table thì cái nào to hơn kem? Chuyển data set. Chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Đầu tiên là data set này, xong tới gì kem? Xong tới data table này, tiếp đến cái gì? Row hay column? Đây là bảng sẽ đến gì? Data row hay column nhỉ? Row đúng không? Xong đến gì? Data column đúng không? Và giờ chúng ta đang ở nào đây? Cái chỗ đoạn này này, đang ở đâu nhỉ? Đúng không? Bây giờ nó coi như một cái mỏng một chiều. Vậy thì để lấy ra một cái table chúng ta sẽ có cái ngoặc vuông. Đây. Hoặc các em viết thế này nhé, nếu cảm thấy viết này khó thì viết phụ. Thật nhanh gọn ta viết thẳng đây. Có nghĩa là điền đây là chỉ số 0. Cả này ra một data set này chúng ta chấm table 0, chấm table lấy tất cả các bảng, ở trong cái data set này. Và cái này nó là dạng mảng một chiều. Do vậy mình hoàn toàn có thể lấy thông qua chỉ số của nó bằng cách là chuyển số 0 vào. Các em hiểu vì sao chuyển số 0 không? 0 là vị trí thứ mấy nhỉ? Đúng rồi, và câu set của mình chỉ có một bảng, do vậy 0 sẽ thành cái bảng đầu tiên, không bị nhầm cái nào cả. Đấy. Bây giờ gắn thiết niệm lên trên chúng ta sẽ có là grv học vị này chấm data chuộc được gắn bằng dt học vị này. Đấy. Và bây giờ chúng ta đã có nó thiết niệm ngoan này rồi. Các em có cảm nhận thế nào? Nhớ cái này phải hiểu cái bản chất cũ, nhưng con sẽ thành là kiểu xây nhà trên nhóc xuống đấy. Bản chất bên trong người ta vẫn viết như mình thôi, vẫn là khởi tạo từ fconstant này, trong open này cũng có thực thi xuống cửa nào. Có điều người ta viết sẵn rồi, cho nên mình chuyển sang số nó tự chạy. Tới buổi sau hướng dẫn các em là chuyển sang cái mô hình 3 lớp để chúng ta biết được cách viết như thế nào. Chúng ta viết một cái tương tự fhelper này thì chuyển sang số phải chạy thôi. Không phải copy copy lại nhiều lần như vừa rồi nữa. Vừa rồi mục đích để các em copy lại các em tự nhớ. Chứ còn thực ra không ai copy copy lại nhiều chỗ kết nối như thế. Các em biết xong chưa? Có mỗi chỗ này này, chúng ta thấy khó hiểu nhất đúng không? Thì để lên tham số này. Đấy. Thực ra có thể ngắn hơn, đó là chúng ta không cần cái khai báo dt học vị nữa, viết thẳng đây chỉ còn một dòng thôi như này. Được chưa? Anh thu nhỏ nhá. Con này có cần thiết nhỉ? Con này chẳng cần thiết đấy. Còn mỗi thế này thôi. Thủ tục nó có cần khai báo SQL không kìa? Giả sử chỗ này không cần nữa nhá, thì chỗ này còn như này thôi này. Trên thủ tục. Và xóa đi, và lúc này chỉ còn bao nhiêu dòng nhỉ? Dù cái này đúng là cho lên trên một dòng, nên nhìn nó gọn này. À, cái này có cần không nhỉ? Không cần đúng không? Các em thấy mấy dòng? Cho một dòng đúng không các em? Ví dụ bây giờ có một cái biến toàn cục chỗ này vào đây thành có một dòng. Cảm nhận thế nào nhỉ? Nhàn quá ấy, người. Giờ các em chạy thử xem, thay vì hiển thị học vị chúng ta hiển thị với fhelper xem chạy có gì khác nhau không? Cái này có gì thêm vào công nghệ học viện nhỉ? Không có. À, chúng ta cho thêm một cái dòng auto connect column nữa, cái này liên quan đến cái câu kia cả. Cho trước cái phần hiển thị để nó phát sinh còn hiển thị. Đây. Cho cái auto connect column bằng phô ở bên trên để nó phát sinh còn hiển thị. Bây giờ chúng ta chạy thử vào cái đấy nhá. Sửa cái file program.cs thay bằng form học vị này. Đấy. Và cái chỗ form đó chúng ta sẽ không gọi cái hiển thị học vị nữa mà hiển thị với fhelper. Đây. Đưa chú thích cái này vào nhá. Hiển thị này với fhelper. Sau đó nhấn debug vào đây. Nhấn debug này em mấy cả nhỉ? Em mấy nhỉ? F9 đúng không? Chúng ta chạy F5 bình thường. Lúc chạy lên nó sẽ dừng lại, sau đó mình nhấn F thì để xem chi tiết nhỉ. Nào khác. Đây, nó vào vàng này. Xem chi tiết chúng ta sẽ nhấn F11 để vào chi tiết của công thức này. F11. Sau đó F10 để xem từng dòng một. Chúng ta quan sát này. Đây, F10 này. F10 tiếp này. Đấy. Để xem chi tiết của cái dataset thế nào, chúng ta phải kích F11 tiếp để xem này. Giờ các em thấy nó đến cái tên đó là dataset này, EQ dataset, chúng ta nhấn F10 xem tiếp này. Chúng ta dùng thì ngắn, bản chất người ta viết còn dài hơn cả mình viết.
chứ không phải là ngắn hẳn đâu. Đây này, em vừa xem cái này. Đấy. Sau đó lên đây ấn F5 để bỏ qua này. Và chúng ta hoàn toàn dữ liệu hiển thị bình thường. Các em chạy thử được chưa? Đây. Khi mà dùng cái này là hoàn toàn chúng ta không cần dùng tới cái kiểu máy xem là open này, xong summon hay data table nữa, mà các em chỉ cần dùng mỗi dòng như này là được. Nó là nó ngắn hơn, nó là thư viện có sẵn mà. Đấy là kiểu chúng ta dùng snake. Bây giờ cái có tham số thì thế nào, chúng ta thử một cái thêm nhé. Còn một cái có tham số này, có hai dạng chúng ta phải để ý. Đây. Bây giờ các em viết một cái insert học vị để chúng ta thấy được sự khác nhau. Lần trước là có chữ kết nối này, tên nổi tụ này, nhưng có chưa có tham số, lần này sẽ có tham số với cái thêm. Đây. Các em vào cái phương thức thêm học vị, chúng ta sẽ sửa về echo-helper để thấy sự khác nhau. Đây. Chúng ta dùng cái khác đó là insert này, sử dụng SQL helper. Đấy. Chúng ta sẽ có private này, void nữa là insert SQL helper. Lần này chúng ta sử dụng các tham số như lần trước, nhưng khác một cái đó là phải có tham số vào, chứ như lần trước là chỉ có một cái được kết nối với cái tên nội tụ nữa. Đây, chúng ta lấy từ bên dưới lên dưới cái chỗ insert vị đã từng viết được buổi trước ấy, đó là chuỗi kết nối này, chỉ cần lấy chuỗi kết nối là một này như cái phần chỗ trên này mà. Sau đó thứ hai đó là tên nội tụ này, tôi viết trên cho nó nhìn nó luôn. SQL SQL là gì nhỉ, học vị insert đúng không? Đấy, học vị insert này. Đấy. Và tham số thứ ba đó là chính là các giá trị của từng tham số bên trong SQL này. Lúc này chúng ta sẽ có là vẫn dùng try catch bình thường các em nhé. Chúng ta cho try catch cho nó an toàn. Đấy nhỉ. Cái select thì nên cho try catch vào, còn thực thi chính thì có hai dòng đâu. Message box này. Chấm sâu. Lỗi. Đấy, chấm message. Ở đây ta sẽ có là SQL helper .exec. CMD dùng exec cái gì các em nhỉ? Để với các thao tác thêm sửa xóa. Có dùng exec dataset hay thay header nhá. Nếu mà chỉ thêm ấy. Dùng cái gì các em nhỉ? Thêm ấy, chúng ta dùng CMD chấm cái gì? Thực thi lại cơ mà, dùng exec gì? Exec header này, non query này hay là dataset. Chúng đây chúng ta có non query này. Đây, xhelper.exec non query. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ có mở mẫu đơn này, chuyển tới mũi tên xuống tới cái 6 của 9, các em sang nó dễ. Đầu tiên đó là chuỗi kết nối, chúng ta sẽ có là SQL con này. Đấy. Cái thứ hai là tên thủ tục của mình sẽ là SQL SQL này. Đấy. Và cái thứ ba sẽ là param này. Ở đây chúng ta sẽ có một từ khóa lạ một chút, đó là từ khóa param. Cái từ khóa param này có nghĩa là trường hợp chúng ta chuyển tham số vào cũng được, không có cũng được, mà có cũng được. Nó sẽ rất là động ở chỗ đó là bình thường các mảng chúng ta phải chuyển thẳng một mảng là 5 hay 10 tham số. Còn với param giả sử có trường hợp không có gì, người ta hoàn toàn bỏ trống, nó vẫn chấp nhận. Chúng ta thử sẽ hiểu tác dụng nhé. Insert cần mấy tham số các em nhỉ? Cái này có 3 tham số, các em có mấy? Mã học vị này, tên học vị này và mô tả đúng không? Thì chúng ta sẽ chuyển như sau này. Với cách chuyển tham số trong FFPerl ta có hai cách. Một cách là chỉ thẳng ra là tham số và giá trị. Còn cách thứ hai chúng ta dùng ngắn hơn là chỉ cần truyền giá trị vào cho nó các kiểu. Ví dụ mã học vị chúng ta sẽ có là phải lấy thông tin bên này sao. Đây các em lấy cái copy cái phần mã học vị bằng tt mã học vị phần test với tên học vị bên dưới đây. Phải có giá trị bình thường. Đây. Copy cái phần khai báo mã học vị tên học vị bên dưới. Chúng ta cho lên đầu. Đây là giá trị của các tham số mình cần đúng không? Còn một cái mô tả nữa, có em nào có mô tả này, nếu có thì cho vào, một số cái mình không có ấy. Mô tả ví dụ là SQL này, helper ví dụ này. Đây phần này là giá trị nhá. Đây là phần thêm một cơ sở này. Đấy.
copy bên dưới lên lên nhỉ. Khỏi viết. Đây viết xong rồi nhỉ? Cái mô tả là cái trường, trong cái trường đi Quảng Nam với tên học vị, nếu ban mà không có thì bỏ đi. Đây cái bảng anh có cái trường đấy nên cho thêm vào. Đấy. Không không có thì không cần. Ừ. Đúng rồi. Đây chúng ta tiếp tục này. Cái 6 của 9 nó sẽ yêu cầu sang cái thứ ba, đó là giá trị của các tham số. Ở đây chúng ta chuyển lần lượt vào. Nhưng mà với trường hợp không chỉ rõ là tham số nào phải thứ tự, đó là mã học vị này, đây là các giá trị này, sau đó là tên học vị này, và cái thứ ba đó là mô tả. Những cái phần này phải khớp với thứ tự trong thủ tục FPL mới được. Đây, ba tham số này, mã này, tên là mô tả. Mô ba cái gì? Là nhiều số xa đấy. Năm trước ý được một ban thì ẩn. Cuối năm bận rộn nè. À, sau đó ta lại gọi cái hiển thị FFP ở đây. Đó là nó là dữ liệu này. Hiển thị này với FFP, tức là chúng ta gọi luôn cái hiển thị lúc trước ấy. Đây. Dùng toàn FFP thôi. Như nói trước này, các tham số này phải khớp với thứ tự trong thủ tục của mình. Ví dụ cái học vị chúng ta xem là các thủ tục viết cái gì nhá. Các em để ý đây, khác hiểu này. Đây. Này viết cái này, học vị insert. Có thứ tự là mã học vị này, sau đó tên học vị và mô tả. Thì bên ngoài chúng ta phải chuyển giá trị tương ứng, là đầu tiên phải là mã này, cái thứ hai là tên này, cái thứ ba là mô tả. Nếu bây giờ người ta đảo cái tên lên trước mà chúng ta viết kiểu kia, nó sẽ bị đổi chỗ ngay. Các em giữa nhỉ, ví dụ chỗ này người ta đảo tên lên trước mã cơ, thì chúng ta phải chuyển tên trước sau đó mã sau. Còn chuyển như một lần sẽ bị đảo lộn, hoặc có những trường hợp sẽ bị lỗi. Các em hiểu chưa nhỉ? Dù trường hợp đổi lại thì cũng phải chuyển là tên trước, ví dụ này nhá. Thì chỗ này phải đổi lại vị trí, thay vì viết là mã trước giờ phải viết thành tên trước. Đó. Thì thêm phải gọi ở chỗ btn click này dẫn ra. Đây. Nếu vừa rồi viết thì đảo này lên trước này, cái tên phải lên trước. Các em hiểu cái này đó nhỉ? Bây giờ đổi thứ tự ấy. Và có ai thắc mắc xem làm cái nào mà không quan tâm với thứ tự trong FPL không? Đây. Đây là cách này chúng ta phải rất là ngắn gọn nhưng phải nhớ ký thứ tự trong FPL thì mới chuyển vào đúng được. Vậy sẽ có một cách khác là chúng ta không cần phải nhớ thứ tự nhưng sẽ đánh đổi lại nó dài hơn một chút, đó là viết như sau này. Các em diễn câu này nhé. Đó là cách 2 này. Đây là in cách 2 này. Chỉ rõ từng tham số này. Chúng ta sẽ khai báo một cái, đó là SQL parameter này, đây là một cái mảng hạn là PR này. Bằng new SQL parameter, đây là một mảng tham số. Chỗ này sẽ là ngoặc vuông này. Vừa rồi có mấy tham số kia? Có 3, ta khai báo cái mảng 3 này. Sau đó từng cái một chữ PR vị trí 0 này bằng new SQL parameter này. Có hai phần, đầu tiên là mã học vị này, vị trí HV này. Sau đó chúng ta chuyển giá trị bên phải. Như cái SQL new ấy, tương tự sẽ là PR ở vị trí 1 bằng new SQL parameter này. Đây là tên học vị này. Nhớ có A còng kia nhá, đừng quên A còng. Thời A còng chắc là không ai quên cái A còng. À, cái này dùng hoặc đơn. Ừ, chuyển số 2 và đây là số tham số bên trên ấy. PR vị trí thứ 2 đó là bằng new FM Master này. Tự nhiên này thế này gõ cóng đấy. Gõ vướng nhỉ. Mô tả. Đấy. Đây là kiểu khai báo mảng tham số. Và sau đó ta thực thi bằng cách là SQL Helper này. Cũng tương tự bên trên thôi. Chấm extract mangali này. Chuyển vào, đầu tiên chúng kết nối vẫn giống hệt. SQL con này.
thứ hai là tên thủ tục hay là công nghệ tên là SL SQL này, và cái thứ ba chúng ta sẽ chuyển đến này. Các em nhìn thấy cái 6 của 9 ấy, các em thấy cái chỗ object có ngọc vuông chưa? Đây chính là mảng các đối tượng này. Mình sẽ chuyển vào cái PR nó khác hiểu. Cái nào ngắn hơn cái trên ngắn hơn, nhưng cái nào viết thì rõ ràng hơn, cái thì rõ ràng hơn. Mỗi cái có một cái giá riêng, các em muốn mua cái nào thì mua. Đây là cái gì thì cũng phải đánh đổi. Hãy báo bên trên này. Đấy, với trường hợp này chúng ta không quan tâm về thứ tự nữa, chỉ cần cứ viết đúng và giá trị được. Đấy, tương tự các thủ tục là update hay delete hay các thủ tục change next hay search mình chuyển số cũng thế. Là giống như cái vừa rồi chúng ta từng học theo kiểu code thuần thôi, thêm một cái là nó hỗ trợ cho mình cái kiểu là open này, SQL comment hay data enter hay header. Mình không quan tâm về đấy nữa. Em biết đúng chưa? Đây là tham số SQL này, parameter viết rời ra. Đấy, và em sẽ thấy. Không, về nhà các em thử sang trường hợp về update và delete thôi nhé. Thực hành nhiều nó mới quen được.